Thưa quý vị, những năm gần đây, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơ La đã được triển khai thực hiện, bước đầu đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến nay, việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 phục vụ giải quyết thủ tục hành chính qua mạng đạt 37,87%, tỷ lệ xử lý hồ sơ điện tử đạt 40%, đã tạo tiền đề cho việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của tỉnh còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và bộc lộ một số hạn chế về hạ tầng kỹ thuật viễn thông và công nghệ thông tin, quy mô kinh tế số còn nhỏ, số lượng doanh nghiệp của tỉnh còn ít, nhận thức về chuyển đổi số còn hạn chế. Để đẩy mạnh chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số, Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, duy trì kết nối chia sẻ thông tin giữa cổng dịch vụ công của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia. 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Trên 90% tổng số hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, trên 80% tổng số hồ sơ công việc tại cấp huyện và trên 60% tổng số hồ sơ công việc tại cấp xã được tạo lập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng. Trên 50% các hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Đầu tư xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu. Phân đấu đến năm 2025 xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sơn La thuộc nhóm khá của các tỉnh miền núi phía Bắc.